第 64天, ngày 6 64, tư. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Đó đâu thể tính là cô giáo của bạn được. Nà nả nâng lão sư à na, nả nâng sư nì à nâng si si à Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Gọi mình Đức là được. 叫我阿德就好。阿、啊、德，在哪儿？nhà mình chính là ở gần đây。我家就在附近。học ở trường đại học nào？在哪所大学读书？ Cho mình số di động. cái úa số chi họ mã. Có dùng Facebook hay không? Dùng bố dùng liền su. Sau khi về, dùng từ truy để biểu đạt phương hướng xa khỏi phía người nói. Khuấy truy hậu. Thêm bạn xong rồi cha ja, lợ. Được à, được thôi. À? còn á? phải làm cô giáo của mình. Hãy Đừng khách sáo. Bia khởi chỉ. Chỉ là nói chuyện phía một chút. 只是聊聊天儿。